Trong 11 trường hợp này, Quảng Nam có 5 trường hợp, Quảng Ngãi 6 trường hợp. Đối tượng mắc bệnh chủ yếu là trẻ em tại các vùng núi, vùng sâu. Trong đó đã có 2 trường hợp tử vong và 2 trường hợp đang được điều trị, hiện đã tạm ổn và đang được các bác sĩ theo dõi thêm. Trong 11 trường hợp, 2 trường hợp tử vong là do vào viện muộn, sau khi điều trị ở nhà 7 đến 8 ngày không đỡ, biến chứng viêm cơ tim. Vào thời điểm đó, bệnh viện không có kháng độc tố, huyết thanh, SAD để điều trị. Cũng đáng tiếc là không cứu được 2 cháu. Những giai đoạn sau này á, thì bệnh viện thuận lợi hơn, thì đã điều chỉnh và điều chuyển kịp thời cái kháng độc tố về. 9 bé là đã trong giai đoạn rất là ổn và 7 bé là đã được ra viện. Từ đầu năm 2019 đến nay, trên địa bàn thành phố Đà Nẵng chưa ghi nhận trường hợp người dân địa phương mắc bệnh bạch hầu. Trước diễn biến phức tạp và nguy hiểm của bệnh bạch hầu, các bác sĩ khuyến cáo người dân cần đưa con em đi tiêm chủng đầy đủ. Đối với những trường hợp ở vùng đang có dịch lưu hành, nếu đau họng nên đến cơ sở y tế để được các bác sĩ khám và tư vấn điều trị, không tự ý mua thuốc về nhà điều trị.